hôm nay tôi vừa mới phát hiện ra con đại ca này nó chính là fan hâm mộ của Lý Tiểu Long. Mặc dầu đại ca đi chưa có vững, nhưng đại ca đã biết cách đứng thủ đứng tấn như thế nào rồi. Có điều đại ca chưa có biết đánh lộn thôi.